Tiếp nối hành trình năm thứ ba, tôn vinh và tiếp sức cho các thầy cô giáo tại vùng sâu, vùng xa để làm cầu nối, lan tỏa thông điệp tri ân đến các thầy cô giáo nơi vùng cao. Sáng ngày 9 tháng 11, Danisa Việt Nam cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hờ Hen Nie, đại sứ chương trình cùng Danisa tri ân thầy cô và chung tay góp 1 tỷ đồng trao laptop đến giáo viên vùng xa. Chương trình đã trao tặng 20 chiếc laptop cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, công tác tại các xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phú Yên, đồng thời trao 10 suất học bổng trị giá 500.000 đồng trên một suất cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Phú Yên. Với món quà này thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và xúc động bởi vì nó không chỉ là một cái món quà về vật chất động viên tôi trong công việc hàng ngày mà nó còn là một món quà có giá trị tinh thần vô giá, khích lệ động viên tôi vượt qua khó khăn. Rất là vui và xúc động khi được nhận được phần quà của chị Hen cũng như nhà tài trợ. Em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân mình, học tập thật tốt để sau này có thể biết đâu sẽ đạt được những ước mơ trong tương lai của mình ấy. Một trong những nổi bật của chương trình là sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hờ Hen Nie, người đồng hành với chương trình từ những ngày đầu tiên và tiếp tục là đại sứ chính thức của chương trình năm nay, đánh dấu 3 năm liên tục đồng hành với hoạt động tri ân thầy cô giáo của Danisa. Tại đây, Hoa hậu Hoàn vũ Hờ Hen Nie cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được trao tận tay các phần quà hết sức có ý nghĩa tri ân các thầy cô giáo. Tại chương trình, Hoa hậu Hờ Hen Nie đã chia sẻ với các em học sinh câu chuyện về chặng đường vượt khó vươn lên của cô và động viên các em phấn đấu vươn lên trong học tập. Và ngày hôm nay điểm đến là ở Sơn La, Hen thật sự rất là xúc động bởi những hình ảnh, ví dụ như là quý thầy cô nhận máy tính, từ những ánh mắt đến nụ cười của quý thầy cô, rõ ràng là một cái niềm hạnh phúc. Và Hen hy vọng là chương trình có thể lan tỏa, nhiều chương trình ý nghĩa sẽ dành cho các quý thầy cô. Những sự hy sinh đóng góp của quý thầy cô dành cho các con em là rất lớn. Và Hen hy vọng rằng là sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa để dành cho quý thầy cô bởi những cái công sức, những sự hỗ trợ của quý thầy cô dành cho các em học sinh. Trải qua 2 năm, chương trình đã trao tặng thành công 167 chiếc laptop và hơn 540 phần quà trị giá hơn 2 tỷ đồng đến các thầy cô giáo 14 tỉnh thành ở những vùng xa khó khăn khắp cả nước. Đây là những phần quà rất ý nghĩa và thiết thực giúp các giáo viên thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy, cũng như học sinh có thêm động lực và tiếp thu bài tốt hơn, đặc biệt đối với những trường vùng sâu vùng xa. Thông qua chương trình này, hôm nay được đến Sơn La chúng tôi thật sự xúc động bởi vì cái tình cảm rất là quý giá, rất là chân thành của các em, của các thầy cô, từ từng cái tiết mục biểu diễn, từ những cái sắc thái văn dân tộc được hiện lên rất là rõ. Và thông qua chương trình này, cứ mỗi hành trình chúng tôi đi qua 3 năm, chúng tôi cần nhận thấy rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa, có nhiều hành động thiết thực hơn nữa để cùng nhau có thể hỗ trợ một phần tinh thần cho thầy cô và có nhiều bài học hay, nhiều kiến thức ở chân trời mới để đồng hành với các em. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, giúp các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa có phương tiện cập nhật thông tin mới, phục vụ trong giảng dạy, góp phần tăng chất lượng bài giảng trở nên thú vị, trực quan và sinh động hơn cho học sinh, là động lực để các em bắt kịp với thời đại công nghệ hiện nay.